Puka được chồng trẻ chiều chuộng trong tuần trăng mật. Đôi vợ chồng son Puka, Vinh Tuấn Kiệt đang nghỉ dưỡng ở Singapore. Puka, Vinh Tuấn Kiệt đang đi nghỉ tuần trăng mật sau ít tháng kết hôn. Đôi vợ chồng son nghỉ dưỡng ở Singapore. Puka và chồng trẻ không rời nhau nửa bước. Sau đám cưới năm 2023, cả hai chưa đi tuần trăng mật ngay vì bận rộn với công việc. Vợ chồng Puka liên tục cập nhật hình ảnh trong chuyến nghỉ dưỡng ở Singapore. Vinh Tuấn Kiệt ân cần đút đồ ăn cho Puka khi cả hai cùng đi ăn cua. Cặp đôi tay trong tay dạo phố. Ít ngày trước, Puka vướng tin mang bầu. Nhanh chóng cô phủ nhận. Sao nhiều người nói em có bầu quá vậy? Mặt mộc em giống có bầu lắm hả ta? Em chưa có tin vui, khi nào có em thông báo cả nhà vui cùng em, Puka chia sẻ. Vợ chồng Vinh Tuấn Kiệt hẹn hò trong 4 năm trước khi quyết định về chung một nhà. Puka trải lòng, cuộc sống hôn nhân của cô chỉ mới bắt đầu nên chưa có nhiều sự thay đổi. Puka nghĩ sự khác nhau giữa lúc quen với khi kết hôn là trách nhiệm. Lúc mà yêu chưa cưới thì sao cũng được, giận nhau có thể làm này làm kia xong bỏ nhà đi hoặc là không quen thì chia tay. Nhưng mà khi cưới nhau rồi thì hai từ trách nhiệm nó sẽ rất nặng và mình phải quan trọng điều đó. Nữ diễn viên hài chia sẻ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hãy đăng ký bật chuông để lại bình luận bên dưới và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.